Kim Thi và Trân Như xin kính chào khán giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin sáng thứ Bảy ngày 28 tháng 9 với một số tin đáng chú ý. Blogger Điếu Cày được trao giải Tự Do Báo Chí Quốc tế năm 2013. Liên Hiệp Quốc giải trừ kho vũ khí hóa học của Syria vào tuần tới. Kính thưa quý vị, vào lúc 11 giờ sáng ngày 27 tháng 9 giờ Đông Bộ Hoa Kỳ, khoảng 200 người Việt tại nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ đã tập trung về New York để biểu tình chống Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng khi ông đến đây để tham dự phiên thảo luận và có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 68. Ông Nguyễn Văn Tánh, người điều hành cuộc biểu tình, đã cho biết như sau. Cộng sản Việt Nam luôn luôn không tôn trọng nhân quyền, trà đạp lại cái quyền tự do của con người và đàn áp dã man tất cả những nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước. Thành ra việc kỳ lễ đó mà tất cả các cộng đồng vùng đông đứng ra tổ chức để mà trong cái cuộc biểu tình này mà chống lại Nguyễn Tấn Dũng, thì hôm nay có sự hiện diện của phái đoàn từ Canada đến, phái đoàn từ Texas đến, phái đoàn từ Bắc Cali, Nam Cali, phái đoàn Georgia, phái đoàn Florida, phái đoàn Maryland, Virginia, Maine, New Hampshire, phái đoàn Massachusetts, phái đoàn Connecticut, cứ ở đây, phái đoàn Connecticut, phái đoàn New York, phái đoàn New Jersey, phái đoàn Phila, và phái đoàn DC, Maryland, Virginia, tất cả các phái đoàn đã từ khắp mọi nơi quy tụ về đây để thực hiện cuộc biểu tình ngày hôm nay. Thì chúng tôi nói lên cái tiếng nói về vấn đề mà Cộng sản Việt Nam đã vi phạm trầm trọng vấn đề nhân quyền và vi phạm tất cả cái quyền và người. Được biết, cuộc biểu tình sẽ chấm dứt vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày. Trận bão Wutip với sức gió tối đa 74 km/h đang di chuyển trên biển Đông Việt Nam và hướng về phía bờ biển Quảng Nam, Đà Nẵng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đến chiều 28 tháng 9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa 280 km về phía đông. Dự báo bão Wutip sẽ đổi hướng di chuyển chậm lại và có thể mạnh hơn. Các dự báo cho thấy, đến chiều 30 tháng 9, bão sẽ tiến gần về phía bờ biển Đà Nẵng, Quảng Nam. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, 6, giật cấp 7, 8, có mưa dông mạnh. Biển động mạnh, trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy, gió mạnh và sét. Thưa quý vị, blogger Điếu Cày, người thành lập câu lạc bộ nhà báo tự do vừa được tổ chức Ủy ban bảo vệ nhà báo gọi tắt là CPJ có trụ sở tại New York trao giải Tự do báo chí quốc tế 2013 vì đã có thành tích đóng góp cho nền tự do báo chí thế giới. Trong bản thông báo của tổ chức CPJ có đoạn viết, bốn người được đề cử và trúng giải năm nay là nữ ký giả Janice Hinojosa, người Ecuador làm việc cho đài Tele Amazonas, và ông Bassem Youssef thuộc Capital Broadcast Center của Ai Cập, ông Nedi Sena, người Thổ Nhĩ Kỳ, ký giả của báo Posta, và ông Nguyễn Văn Hải, được biết dưới tên Điếu Cày của Việt Nam. Tất cả bốn ký giả này đã và đang phải chịu đựng những sự trả thù, tra tấn, sách nhiễu và kể cả tù tội do công việc của họ. Bà Dương Thị Tân, vợ của blogger Điếu Cày cho biết cảm tưởng của bà. Mọi người đã biết đến những cái việc làm của ông ấy và đã tưởng thưởng xứng đáng cho cái việc đó. Và một niềm vui nữa, tôi nghĩ rằng đây là một cái sự chú ý chung của cộng đồng quốc tế cho cái phong trào chung của người Việt Nam, những người mà đấu tranh ôn hòa để đạt được những cái quyền của mình. Thưa quý vị, Ủy ban bảo vệ nhà báo CPJ là tổ chức phi chính phủ hoạt động độc lập với mục tiêu bảo vệ tự do báo chí trên khắp thế giới. Giải thưởng Tự do báo chí quốc tế được thành lập từ năm 1991. Mỗi năm, giải được trao cho 4 ký giả mà hoạt động của họ được công nhận là bảo vệ cho quyền tự do ngôn luận bất kể những đe dọa, áp lực hay khủng bố từ các thế lực cầm quyền. Thanh tra Liên Hiệp Quốc sẽ khởi sự giải trừ kho vũ khí hóa học của Syria vào thứ Ba tuần tới, ngay khi tổ chức cấm phổ biến vũ khí hóa học OPCW chấp thuận bản đồ lộ trình của Hoa Kỳ và Nga để tránh việc không kích Syria. Hội đồng điều hành OPCW dự kiến họp ở Hà Lan vào lúc 20 giờ quốc tế ngày 27 tháng 9, tức 3 giờ sáng ngày thứ Bảy ở Việt Nam, để thông qua bản dự thảo kế hoạch hành động. Bản dự thảo này sẽ được cụ thể hóa bằng một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ được thông qua sau đó. Trong một diễn biến khác, các thanh tra Liên Hiệp Quốc ở Syria đang điều tra các cáo giác về 7 trường hợp sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học, bao gồm luôn 3 vụ ở chung quanh Damascus diễn ra sau thời điểm sử dụng khí độc ngày 21 tháng 8. Vụ này đã dẫn tới việc Hoa Kỳ chuẩn bị không kích trừng phạt Syria. Syria có kho vũ khí hóa học khoảng 1.000 tấn. Nước này xảy ra nội chiến từ hơn 2 năm qua, làm thiệt mạng 100.000 người, trong đó có nhiều thường dân.
Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ afvietnamviet.net. Nếu bị từ lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ achautuzo.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Nhân Thi và Trân Như xin kính chào tạm biệt quý vị.